Thưa quý vị, cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến 20 giờ hôm qua, ngày 12 tháng 9, đã có 336 người thiệt mạng và mất tích. So với báo cáo lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, có thêm 9 người thiệt mạng. Cụ thể Lào Cai tăng 2 người, tổng là 179 người, 98 người thiệt mạng, 81 người mất tích và điều chỉnh số liệu người mất tích thành người thiệt mạng. Yên Bái tăng thêm 6 người thiệt mạng. Phú Thọ tăng một người thiệt mạng do lũ. Trong đó, lũ quét sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 10 tháng 9 làm 106 người thiệt mạng, mất tích. Chiều qua, Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ. Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành khôi phục bản Làng Nủ.